Nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình Đừng lo lắng vì xây nhà đã có mắc hôn Mắc ôm, hệ thống thiết kế xây dựng chọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay người cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công, Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắc Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, từ nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắc Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắc Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải thấp 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, thấp thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 xây nhà không khó vì có mắt hôm Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh youtube Nhà Đẹp Móc Hôm Và trong số ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Tài có địa chỉ tại Lê Cô Thời điểm hiện tại thì Lê Cô nói riêng và nhiều tỉnh thành khác thì chúng tôi đã thiết kế và thi công rất là nhiều công trình Nếu quý vị có nhu cầu và có muốn là sẽ thiết kế thi công xây dựng công trình trong tương lai thì hãy liên hệ đến mô hôm qua các số hotline 096 445 8888 999 hoặc là 0828133333. Chúng tôi cũng rất là hoan nghênh nếu quý vị có thể đến được trực tiếp văn phòng làm việc của chúng tôi tại ba miền Bắc, Trung và Nam, tương ứng với Hà Nội, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang có kế hoạch là sẽ thi công xây dựng thêm văn phòng tại khu vực Tây Nguyên để cho quý vị tại khu vực này có thể tiện di chuyển đến. Thời điểm cụ thể khai trương thì chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị thời gian sớm nhất. Nếu quý vị muốn xem thêm những thông tin về công ty của chúng tôi cũng như là tìm hiểu các mẫu nhà đẹp chúng tôi đã thiết kế và thi công từ trước đến nay thì có thể truy cập vào trang web mohomegroup.vn hoặc là trang web thiết kế thi công trần com quý vị cứ viết liền không giấu như thế này chẳng hạn như là tại trang web mohomegroup.vn đi thì quý vị kéo xuống bên dưới tại mẫu nhà đẹp thấp dự án nổi bật chúng tôi có nhà vườn nhà cấp 4, nhà hiện đại nhà ống biệt thự rất là nhiều quý vị yêu thích công trình nào thì chúng ta chỉ cần nhấn vào công trình đó để xem. Chẳng hạn như là mỗi nhà tân cổ mái thái này. Đây quý vị thấy là chúng tôi sẽ có đăng tải tất cả hình ảnh 3D, các mặt của công trình, mặt trước, mặt sau, phía bên hông. Bên cạnh đó sẽ có thông tin từ địa chỉ cho đến loại hình, công năng, rồi diện tích xây dựng, số tầng. Cùng với đó là những mô tả chi tiết kèm theo. Đây, quý vị thấy sẽ rất là cụ thể và chi tiết, chúng ta dễ dàng tham khảo cho công trình trong tương lai của mình. Lựa chọn mắt hôm thì quý vị sẽ có được thêm một lợi thế nữa đó chính là chúng tôi có đội ngũ phong thủy sẽ sẵn sàng hỗ trợ phục vụ khách hàng trong quá trình như là tư vấn phong thủy chuyên sâu nè, phong thủy theo tuổi, dịch vụ phong thủy và chúng tôi có tích hợp thước lỗ ban tại trang web. Quý vị cần đo đạc các kích thước trong thi công xây dựng thì có thể truy cập vào thước lỗ ban của chúng tôi. Đây thước lỗ ban. Quý vị tra cứu thì chúng ta cứ nhập con số cần tra cứu vào với những kích thước nào mà ứng với cung đỏ như thế này thì sẽ là kích thước tốt mà chúng ta có thể yên tâm sử dụng ngược lại những kích thước nào mà ứng với cung đen chẳng hạn như là quan tài nè thân tàn thất tài hệ quả thì sẽ là những cung xấu mà chúng ta nên tránh đó là một số thông tin thuộc về công ty của chúng tôi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với công trình ngày hôm nay công trình của gia đình anh tài Đầu tiên thì có thể thấy đây là một công trình được thiết kế rất là đăng đối, hài hòa. Tỷ lệ ở mỗi công trình thì rất là quan trọng quý vị. Và để xác định được một tỷ lệ chuẩn thì chúng ta sẽ căn cứ dựa vào rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên đó chính là khu đất xây dựng. Tiếp theo đó là những yêu cầu, sở thích của gia chủ. Và nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là phần chiều ngang công trình, chiều sâu và chiều cao, tất cả thì đã đều được tính toán với một tỷ lệ rất là chuẩn xác. Cho nên khi mà nhìn vào tổng thể công trình ở tất cả các mặt thì chúng ta thấy được một cảm giác rất là dễ chịu, hài hòa và một công trình vững chắc. Thêm vào đó, ở góc nhìn từ trên nhìn xuống là quý vị, hệ máy nhật được sử dụng ở đây thì quá là hợp lý rồi. Tuy rằng là máy nhật sẽ không có chiều cao vượt trội như là máy thái, nhưng với thiết kế bao bốn góc cùng với đó là độ tinh giản đúng với tinh thần của người nhật thì chúng ta thấy là đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời máy nhật thì sẽ dễ dàng kết hợp với rất là nhiều kiểu dáng phong cách kiến trúc khác nhau chúng ta sử dụng cho nhà vườn cũng phù hợp mà chúng ta sử dụng để thiết kế những biệt thự thì cũng rất là ổn cho nên là quý vị cứ yên tâm và những vấn đề liên quan đến thiết kế thì chắc chắn rồi đội ngũ kiến trúc sư của mắt hôm sẽ tính toán sao cho thật là phù hợp với sở thích yêu cầu và cùng với đó là mức độ đầu tư tài chính của gia đình. Bàn về phong cách kiến trúc đi, thì công trình này sẽ mang phong cách kiến trúc tân cổ điển. Nếu như quý vị đã xem nhiều video của mắt hôm thì chắc là sẽ dễ dàng nhận ra thôi bởi vì ở đây thì chúng ta thấy sẽ có những chi tiết như là hệ vòm nè quý vị hệ vòm này thì sẽ được thiết kế cho cả sảnh chính và sảnh phụ bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là những đường cờ phào xuất hiện ở vị trí cột nè tường nè và cả trên tầng 2 thì chúng ta cũng thấy luôn Đặc biệt là nhìn kỹ một chút xíu tại vị trí cửa sổ thì những đường cờ phào ở đây chúng ta thấy là không chỉ có vai trò trang trí đâu mà sự xuất hiện của nó còn góp phần hạn chế tình trạng nước mưa lan vào bên trong như vậy thì sẽ góp phần bảo vệ tuổi thọ của công trình đó cũng là một thiết kế mà chúng ta có thể tham khảo cho công trình của mình ha còn về màu sắc thì tổng thể công trình này sẽ được sơn phủ gam màu trắng. Đây gần như là một màu sắc mà được rất là nhiều chủ đầu tư lựa chọn, đơn giản, tinh tế và có tuổi thọ cao. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài, bởi vì chắc chắn là không phải lo lắng vấn đề lỗi thời, lỗi mốt đâu, bởi vì rất là nhiều năm nay thì gần như màu trắng vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu và tính thẩm mỹ thì không phải bàn cãi thêm vào đó màu sắc này còn có khả năng phản quang rất là tốt quý vị. Cho nên lúc nào nhìn vào thì chúng ta cũng cảm thấy là sáng bừng lên, rất là dễ chịu. Đặc biệt là ở những công trình mang phong cách kiến trúc tân cổ điển như thế này, khi đã có những chi tiết trang trí rồi thì chúng ta cũng không nên tham lam quá nhiều về mặt màu sắc, nếu không thì công trình chắc chắn là sẽ rất là rối rắm. Về thiết kế của công trình thì ở vị trí tầng 1 chúng ta sẽ thấy là có hai chiếc cột vuông bên trên tầng 2 thì sẽ thay đổi một chút xíu đó là cột tròn và việc thiết kế như thế này thì đã mang lại tính cân bằng trong thiết kế chúng ta thấy là có sự vững chắc cũng như là có sự mềm mại nên nhìn vào công trình sẽ có sự thu hút nhất định còn về hệ thống cửa thì cửa chính theo yêu cầu của gia chủ sẽ là chất liệu của căm xe kết hợp với kính cường lực còn những vị trí cửa còn lại thì chúng ta thấy sẽ là nhôm hệ kết hợp với kính hiện tại thì nhâm hệ cũng sẽ có rất là nhiều loại chẳng hạn như là sinfa việt pháp euro window và tùy vào sở thích cũng như là mức độ đầu tư tài chính mà chúng ta có thể tham khảo sao cho phù hợp về phần kính thì hiện tại có hai sự lựa chọn mà rất là nhiều gia chủ đã nhắc đến đó chính là kính an toàn và kính cường lực so sánh một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy là kính cường lực thì sẽ được nung ở nhiệt độ rất là cao cho nên là sẽ cứng chắc ha và chịu rung chấn rất là tốt. Khi mà kính vỡ ra thì sẽ vỡ thành những hình vụn nhỏ như là hạt lựu và sẽ không có những cảnh sắc nhọn cho nên cũng khá là an toàn. Còn đối với kính an toàn đó quý vị thì sẽ được tạo ra bằng cách là dán hai hoặc là nhiều lớp kính lại với nhau và ở giữa thì sẽ là một tấm phim BVB khi mà va chạm thì phần kính sẽ không bị vỡ ra mà sẽ dính lại và chúng ta có cảm giác như là nó có hình mạng nhện vậy thì cả hai loại kính này đều rất là ổn nhưng mà tùy vào sở thích của chúng ta thôi chúng ta yêu thích loại kính nào thì có thể sử dụng xét về độ an toàn thì có thể là kính an toàn sẽ nhịn hơn một chút còn về độ cứng chắc cũng như là chịu rung chấn và va đập thì kính cường lực sẽ nhỉnh hơn tiếp đến thì Chúng ta quan sát vị trí sảnh chính cũng như là sảnh phụ của công trình. Quý vị sẽ thấy là chúng tôi đều đã lựa chọn gạch granite để ốp lát cho phần này. Vì cả sảnh chính và sảnh phụ đều là ở bên ngoài công trình, nơi tiếp xúc trực tiếp với những tác động đến từ thời tiết. Cho nên là việc lựa chọn gạch granite hoàn toàn là phù hợp không có gì bạn cãi cả. Bởi vì đặc tính nổi bật của vật liệu này đó chính là khả năng kháng nước ít bị chảy xước cho nên là lúc nào chúng ta cũng sẽ có cảm giác như là mới mua về. Đó là một số chia sẻ của chúng tôi về 3D ngoại thất bên ngoài của công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem kỹ hơn những thông tin về công trình thông qua hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Đây là mặt bằng hiện trạng và dựa vào đây thì chúng ta sẽ thấy là diện tích xây dựng của khu đất là 230 m2. Kèm với đó sẽ là chỉ giới đường đỏ cũng như là ranh giới khu đất. Ở phía trước công trình thì sẽ là trục đường giao thông nè quý vị, bên cạnh hai bên thì sẽ là nhà hàng xóm. Công trình này thì xây dựng về hướng Bắc và theo bát trạch thì các hướng tốt của công trình là hướng Đông nè, thiên y, thiên thời che chở, hướng Bắc là phục vị nhận được sự giúp đỡ may mắn hướng nam phúc đức mà sự ổn định và cuối cùng là hướng đông nam sinh khí phúc lộc vẹn toàn thu hút tài lộc vậy nên việc mà công trình xây dựng về hướng bắc là phục vị nhận được sự giúp đỡ may mắn thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về một công trình với nhiều điều cát lành cho gia chủ và tất cả các thành viên trong gia đình mong ước về một cuộc sống là sẽ nhiều sung túc hơn Tiếp đến thì chúng ta muốn chia sẻ với quý vị về kích thước xây dựng của công trình. Công trình này sẽ có kích thước xây dựng là 7,5 nhân cho 13 m diện tích sử dụng chúng tôi tính được cho hai sàn sẽ là khoảng 215 m vuông. Về phần công năng thì ở tầng 1 sẽ là khu vực đón tiếp khách, nơi chúng ta ăn uống nấu nướng, có hai phòng ngủ và khu vực nhà vệ sinh chung. Cụ thể hơn thì phòng khách sẽ được thiết kế với diện tích là 22 m vuông. Vị trí gần như là đẹp nhất ở tầng 1 rồi bởi vì kết nối trực tiếp với khu vực sảnh chính ở đây và chúng ta thấy là còn có thêm hai ô cửa sổ được thiết kế đồng kích thước nữa cho nên là chắc chắn rằng khi mà sinh hoạt bên trong khu vực phòng khách sẽ đón nhận được đầy đủ ánh sáng cũng như là sự lưu thông để lưu không khí cũng mới một cách dễ dàng. Tiếp đến là khu vực phòng bếp ăn có diện tích là 24m2. Phòng bếp ăn có diện tích lớn hơn cả khu vực phòng khách quý vị, chứng tỏ là gia chủ rất là quan tâm đến bữa cơm của gia đình. Bởi vì chúng ta biết là cuộc sống vội vã như hiện nay thì cả gia đình sẽ không có quá nhiều thời gian bên cạnh nhau đâu. Trừ là bữa cơm cuối tuần hoặc là vào buổi tối Cho nên là việc đầu tư vào khu vực ăn uống nấu nướng như thế này là hợp lý thôi Và quý vị sẽ thấy là ngay vị trí phân chia với khu vực phòng khách Chúng tôi sẽ không xây một bức tường bê tông cố định Mà thay bằng một hệ lam trang trí cũng có thể là một hệ tủ hoặc là bể cá cảnh ở đây bởi vì như vậy thì về mặt kết nối không gian sẽ tốt hơn chúng ta dễ dàng giao lưu giữa các thành viên từ khu vực này với khu vực khác Phòng bếp ăn thì được đặt gần và kết nối với khu vực sản phụ có một cửa đi ở đây thì việc mà giải quyết vấn đề mùi hôi hay là nhiệt độ cao không phải là vấn đề mà chúng ta phải lo nữa. Khu vực nhà vệ sinh khép kín thì sẽ được đặt về cuối công trình và rất là gần với vị trí cửa hậu ở đây. Cho nên là chúng ta cũng không phải lo nhà vệ sinh ám mùi bởi vì vừa có lối cửa đi mà vừa có cửa sổ như thế này thì không khí cũ rất là dễ dàng lưu thông, chúng ta dễ dàng đón nhận không khí mới. Về phòng ngủ thì cả hai phòng ngủ sẽ được đẩy về một bên của công trình. Phòng ngủ số 1 có diện tích là 15 m2, phòng ngủ số 2 thì sẽ có diện tích là 11 m2. Bây giờ cùng xem trên tầng 2 thì sẽ có gì quý vị nha. Trên tầng 2 thì sẽ là khu vực phòng thờ với diện tích là 15 m2. Phòng thờ đặt ở tầng trên cùng là điều hợp lý bởi vì đây là nơi tôn nghiêm nhất trong tất cả các khu vực chức năng, thể hiện sự tín ngưỡng một nét văn hóa rất là đẹp của người Việt Nam cũng như là ở các nước phương Đông. Và việc mà đảm bảo cho khu vực phòng thờ riêng tư thì chúng tôi sẽ có một bức tường vừa đủ dôi ra ở đây khéo léo che đi vị trí mà chúng ta đi lại ở giữa công trình nào quý vị tiếp theo là phòng sinh hoạt chung phòng sinh hoạt chung được thiết kế với diện tích 16 mét vuông sẽ có một cửa đi bốn cánh đi dẫn ra khu vực ban công và việc thiết kế như thế này lại là một điều mà quý vị cũng có thể tham khảo bởi vì khi mà chúng ta mở cánh cửa này ra thì phòng sinh hoạt chung sẽ trải dài từ trong nhà ra đến ngoài trời luôn mang đến cho chúng ta một diện tích rất là rộng rãi cũng là nơi vui chơi hợp lý cho các bé trong nhà Tiếp đến là phòng ngủ, thì phòng ngủ số 3 sẽ có diện tích là 11 m vuông nè quý vị, được thiết kế đồng trục với phòng ngủ số 2 bên dưới. Phòng ngủ số 4 thì có diện tích là 17,5 m vuông và Cuối cùng thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Nếu như mà lý tưởng hơn một chút xíu nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế thêm một khu vực nhà vệ sinh khép kín cho phòng ngủ số 4. Như vậy thì sẽ tiện cho việc sử dụng hơn và chúng ta cũng không cần phải chờ đợi nhau vào những giờ cao điểm trong sinh hoạt. Đây là mặt bằng xây dựng và mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng riêng để quý vị dễ dàng xem những kích thước trong công trình từ kích thước bé nhất luôn quý vị, vị trí này đến vị trí khác, khu vực chức năng này đến khu vực chức năng khác cho đơn vị thợ dễ dàng thực hiện bám sát thiết kế. Tiếp đến sẽ là mặt bằng xây dựng máy tại trang số 12. Cái vị trí mà chúng ta thấy màu trắng ở đây chính là nô thu nước âm máy bởi vì phía này của công trình thì đặt rất là gần với ranh giới khu đất xây dựng rồi. Nếu như mà chúng ta không có hệ thống nô thu nước máy ở đây thì rất là dễ dẫn đến tình trạng đó chính là nước từ công trình của chúng ta, nước mưa đó quý vị, sẽ tràn qua ảnh hưởng đến công trình hàng xóm thì đôi khi lại không hay, có thể là dẫn đến nhiều tranh cãi mâu thuẫn cho nên việc đơn giản nhất là chúng ta làm thêm một xe nô thu nước âm máy ở đây thôi. Còn vị trí mà chúng ta thấy hình vuông thì sẽ là nơi chúng tôi đặt vào tét nước và thái dương năng. Đây sẽ là vị trí mà không lập ngói quý vị nha. Tiếp đến là mặt đứng trục AC. Công trình này sẽ có chiều cao được tính từ cốt không không, có sàn ngay vị trí này quý vị. Lên đến phần đỉnh mái sẽ là 10,1m, tầng 1 có kích thước 3,9m, tầng 2 là 3,6m và mái sẽ có kích thước là 2,6m. Đây đều là những kích thước chuẩn rồi. Nếu như quý vị thấy là vị trí tầng 1 này đi chúng ta không lựa chọn con số 3,9m và chúng ta thay bằng 2,9m hoặc là trên tầng 2 chúng ta lại để một kích thước chiều cao quá nổi bật thì chắc chắn là công trình sẽ không thoải mái khi chúng ta sử dụng thậm chí là nhìn vào còn rất là mất thẩm mỹ nữa cho nên chiều cao thì chúng tôi cũng phải cân đo đong đếm sao cho thật là thích hợp để vừa đẹp về mặt chúng ta nhìn vào vừa thoải mái khi chúng ta sinh hoạt sử dụng tiện cho việc bố trí đồ nội thất bên trong nữa ở mặt đứng trục AC này nói riêng cũng như là các trang mặt đứng khác thì bên dưới chúng tôi sẽ còn có các ký hiệu mục đích là để cho quý vị nhìn vào bản vẽ dễ biết được bên ngoài chúng tôi sử dụng những gì. Từ đó thì khi mà chúng ta kết hợp với hình ảnh 3D ngoài đây dễ dàng đọc được tên màu sơn nè cũng như tên của các vật liệu trang trí ốp lát bên ngoài kết hợp thêm với dự toán nữa thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ quản lý công trình rất là tốt tránh được những vấn đề phát sinh nảy sinh ra với đơn vị thợ thi công Còn đây là mặt cắt AA của công trình. Vừa vào đây thì chúng ta sẽ càng dễ dàng biết được chi tiết cụ thể hơn về bên trong của công trình. Quý vị tưởng tượng giống như là một chiếc bánh, chúng ta dùng dao chúng ta bổ đôi chiếc bánh ra thì sẽ thấy được các lớp, các tầng cấu tạo bên trong, dễ dàng biết được các cấu kiện quan trọng nè, đặc biệt là vị trí mà chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông cốt thép. Ở đây sẽ là sàn tầng 1, tầng 2 và sàn mái. Về phương pháp thi công phần mái thì chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông cốt thép ở cốt áp mái vị trí nào quý vị ha. Rồi tiếp theo đó thì sẽ là việc kèo hợp kim và tiếp tục là lập ngói bên trên. Thì việc mà chúng tôi đổ sàn bê tông cốt thép như thế này là hoàn toàn hợp lý. Dù là mức chi phí có thể là cao hơn chắc chắn rồi nhưng mà chúng ta yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Không lo lắng về vấn đề ngấm dột nước mưa hoặc là làm ẩm mốc trần thạch cao. Đây là mặt cắt BB cũng là mặt cắt mà chúng ta thấy được các cấu kiện bên trong cũng như là cấu tạo công trình. Trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì chúng tôi trình bày rất là chi tiết quý vị bởi vì ở đây thì đến 46 trang luôn cho nên là công trình có những gì chẳng hạn như là cột sảnh, là bậc vũ cấp thì chúng tôi đều sẽ bổ ra rất là cụ thể ở bên trong hồ sơ này quý vị ha. Đây là chi tiết cột sẵn tầng 2 nè, chi tiết trụ trang trí mặt cắt 11, rồi chi tiết vào cửa điển hình mặt cắt 11 mặt cắt 22, chi tiết vào quanh nhà, chi tiết vào quanh mái, chi tiết vào tường, quá là chi tiết rồi. Còn đây là mặt bằng mái kính thì chúng ta sẽ thấy cấu tạo ở đây các kiến trúc sư có ghi ra là khung thép hộp 100 x 200 mm, kính cường lực dày 12 mm, còn kích thước của mái một chiều sẽ là 5,25m và một chiều là 3,45m. Bây giờ quay trở lại với hình ảnh 3D nha. Thì cái phần mà chi tiết máy kính tôi vừa đọc vừa chia sẻ với quý vị sẽ là phần được sử dụng cho khu vực ban công sân chơi ở tầng 2 đây. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng xem chi tiết hơn về mặt bằng thang từ tầng 1 lên tầng 2. Cầu thang của công trình này thì sẽ có 25 bậc quý vị. Đây là số bậc họ phong thủy để tính số bậc hợp phong thủy thì chúng ta cứ áp dụng công thức 4n cộng 1 theo quan niệm sinh lão bệnh tử và bắt buộc rằng là bậc cuối cùng phải rơi vào cung sinh 25 bậc thì đáp ứng được vấn đề trên quý vị nha. Còn về chiều cao của bậc thì sẽ là 15,9 cm. Chúng ta ghi nhớ một điều là chiều cao của bậc thì cứ dao động trong khoảng từ 15 đến 18 cm. Là việc bước đi sẽ rất là thoải mái, không sợ mũi chân, không sợ hụt chân, rất là an toàn với những công trình có người lớn tuổi và trẻ em. Tiếp đến thì sẽ là mặt bằng bố trí cửa tầng 1. Dựa vào đây thì chúng ta sẽ biết được là từng vị trí cửa, chẳng hạn như là cửa chính D1 đặt ở đâu, rồi vị trí của cửa hậu D3 hay là vị trí của cửa d 2 kèm với đó sẽ là kích thước tính cả khuôn bao của những vị trí cửa này. Chẳng hạn như cửa chính, kích thước tính cả khuôn bao sẽ là 2500 x 2700 mm quý vị. Xem cụ thể hơn về cửa chính thì chúng ta sẽ cùng lướt xuống đến trang số 34 ở đây. Cửa chính D1 quy cách cửa đi bốn cánh mũ quay chất liệu gỗ căm xe kết hợp với kính và kích thước thì 2500 x 2700 mm chúng tôi vừa chia sẻ. Cửa chính thì được đặt ở vị trí rất là đặc biệt ngay nơi mà chúng ta ra vào thường xuyên cũng như là đón tiếp khách vừa có chức năng thẩm mỹ vừa có chức năng bảo vệ an toàn như tất cả các thành viên trong gia đình và xét về khía cạnh phong thủy thì cửa chính còn liên quan trực tiếp cho nên là để kiểm tra xem cửa chính của chúng ta có đạt chuẩn về phong thủy hay không thì quý vị có thể tra cứu thông qua thước lũ ban tại trang web của chúng tôi. Đầu tiên để tra cứu thì chúng ta cần tính được kích thước thông thủy, có nghĩa là kích thước trừ đi những phần cố định như là khuôn bao phòng nẹp đó quý vị. Ở đây thì chúng tôi sẽ lấy kích thước là 2500 trừ đi 60 bên này và 60 bên này thì chúng ta sẽ có được kích thước thông thủy là 2380 mm nhập con số này vào thước lô ban online Đây. hai ba tám mươi quý vị nhập con số này vào thì chúng ta sẽ nhận được kết quả thuộc cung tiến bổ nằm trong khoảng nhân lộc tốt theo khoảng này thì chủ nhà sẽ luôn gặp sung túc nè phúc lộc nghề nghiệp luôn phát triển năng tài đắc lợi con cái thông minh hiếu thảo một kích thước quá là tốt rồi và quý vị cũng lưu ý dùm mắt hôm đó chính là chúng ta đo kích thước của cửa thì sẽ đo thước lô ban 52,2 cm quý vị nha. Còn ví dụ như mà chúng ta muốn đo khối xây dựng như là bếp bề bậc thì sử dụng thước lô ban 42,9 cm. Trường hợp muốn đo đồ nội thất như là bàn thờ, tủ thì chúng ta sẽ sử dụng thước lô ban 38,8 cm âm phần. Đó là một số chia sẻ của chúng tôi về những thông tin trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Chúng ta vẫn còn có hai hồ sơ nữa là hồ sơ kết cấu và điện nước. Đây là phần kết cấu quý vị. Công trình này thì sau khi mà chúng tôi tính toán, cân nhắc, trao đổi kỹ lưỡng thì đã quyết định là sẽ lựa chọn phương án móng băng bê tông cốt thép. Hình dáng của móng băng thì sẽ như quý vị thấy tại trang mặt bằng kết cấu móng. Trong hồ sơ này thì cũng rất là chi tiết quý vị ơi, chỉ riêng phần kết cấu thôi 49 trang. Kết cấu thì sẽ gồm kết cấu móng, thân và mái. Đây, những trang mà chúng ta thấy như là mặt bằng dầm chân tường nè. Thép sàn nền nè. Rồi chi tiết cụ thể móng băng để quý vị thấy được cấu tạo, thống kê, cấu kiện. Đây, quý vị thấy rất là chi tiết. Làm đến đâu thì chúng tôi cũng có bản thống kê cốt thép đến đó Cho nên là cũng sẽ rất là khó để đơn vị thợ thi công có thể cắt xén Tiếp đến là hồ sơ điện nước Thì trong hồ sơ này chúng tôi sẽ chia ra làm hai phần Nửa đầu hồ sơ sẽ là những vấn đề về điện Và nửa cuối hồ sơ sẽ là vấn đề về nước mở đầu mỗi phần thì chúng tôi đều sẽ có bản ký hiệu thiết bị điện để quý vị chỉ cần nhìn vào thôi thì chúng ta sẽ biết được dễ dàng là các kiến sư muốn thể hiện thông tin gì cơ bản thì trong hồ sơ điện và hồ sơ nước này sẽ là những vấn đề liên quan đến cách thức thi công lắp đặt điện nước trong công trình cũng như là những vật tư thiết bị điện nước cần phải có để chúng ta hoàn thành công trình của mình mặt bằng chiếu sáng thông gió bố trí ổ cắm internet bình nóng lạnh vân vân quý vị cứ kéo xuống bên dưới thì sẽ là những vấn đề về nước như là mặt bằng thoát nước máy nè sơ đồ nguyên lý cấp nước đó là chi tiết rất là cụ thể ha và hồ sơ điện nước này thì sẽ có 34 trang tính ra nếu mà cả bộ hồ sơ thì lên đến hơn 100 trang được quý vị cho nên là quá là chi tiết rồi thì đó là một số thông tin mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay đến quý vị công trình của gia đình anh tài có địa chỉ tại đây cô Bất cứ khi nào quý vị có những thắc mắc cần được hỗ trợ giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ với Móc hôm đến các số hotline sau 096 445 8888, 092 40 99 999, 082 81 33 333. Chúng tôi cũng xin phép chia sẻ lại là văn phòng làm việc của Móc Hôm đặt tại 3 miền Bắc, Trung và Nam luôn quý vị, tương ứng với Hà Nội, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. Rất là hoan nghênh quý vị có thể di chuyển đến trực tiếp để gặp gỡ các kiến trúc sư và chúng ta cũng như là xem các vật tư vật liệu trang thiết bị đang được trưng bày tại showroom vật liệu bởi vì đôi khi chúng ta nhìn qua hình ảnh chúng ta thấy thích nhưng mà khi ra ngoài thực tế thì chúng ta lại không ưng hoặc là ngược lại có những vật tư vật liệu chúng ta nhìn trên hình ảnh thấy bình thường nhưng mà ra ngoài thực tế rất là đẹp cho nên là việc mà gặp trực tiếp rồi trải nghiệm sản phẩm thì sẽ có lợi hơn rất là nhiều cho giai đoạn chúng ta thiết kế và thi công trong tương lai. Ở Hà Nội thì địa chỉ cụ thể là 180 Phạm Phúc Hà Đông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 162, 164 Cộng Hòa, phường 12 Tân Bình. Địa chỉ này thì rất là gần với sân bay cho nên là tiện cho việc di chuyển. Còn ở Hà Tĩnh sẽ là 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Trong tháng 9 này thì chúng tôi đang có một chương trình ưu đãi đó chính là sẽ giảm giá chi phí thiết kế chỉ còn 120.000 trên 1 mét vuông thưa quý vị. Tính ra thì bộ hồ sơ của chúng ta với mức thiết kế này thì cũng sẽ không tốn kém quá nhiều nhưng mà sẽ đầy đủ từ 3D đến thiết kế kỹ thuật thi công, điện nước, kết cấu và chúng tôi cũng sẽ rất là rõ ràng trong việc bóc tách dự toán để quý vị tham khảo chủ động về vấn đề tài chính của mình. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.